Nhiều đường bay trong dịp Tết Nguyên đán 2023 đã hết vé. Sau khi Cục Hàng không cấp phép bay tăng cường thêm cho các hãng hàng không, lượng vé bán ra tiếp tục được người dân đặt mua hết. Tới nay có nhiều ngày với nhiều đường bay đã hết vé. Cục Hàng không vừa công bố số liệu báo cáo của các hãng về tình hình đặt vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tính đến ngày 6 tháng 1. Với nhiều đường bay trong nhiều ngày tỷ lệ đặt vé đã đạt 100%. Cụ thể, giai đoạn trước Tết Nguyên đán từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 1, tức 23 đến 28 Tết, nhiều đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Trung và phía Bắc có tỷ lệ đặt chỗ đạt từ 80-100% như thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Vinh, Vân Đồn, Chu Lai. Với giai đoạn sau Tết, các ngày từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 1, mùng 5 đến 10 Tết, một số đường bay từ phía Bắc, miền Trung về thành phố Hồ Chí Minh cũng có tỷ lệ đặt vé cao hoặc đã hết vé như Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Vân Đồn, Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh. Cục Hàng không cho biết, sau khi tăng tần suất cho sân bay Tân Sơn Nhất, Cục đã cấp phép bay bổ sung cho các hãng, gồm cả khung giờ ngày và đêm, giúp bổ sung đáng kể số vé bán ra ở hầu hết các đường bay có nhu cầu cao. Tuy nhiên, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay hết vé ngày sát Tết.